Em muốn gặp mẹ ruột của em, không phải vì cái gì hết. Em muốn chia sẻ với anh Vĩ là chỉ cần một cái ôm thật lòng thôi, có một cái chia sẻ thật lòng giữa người mẹ với con thôi, giống như là em đang ôm con em với cái tình cảm mà thật á, nó rất là ấm áp. Em chào cả nhà, thì em tên là Võ Thị Bích Na. Theo giấy khai sinh á, thì năm nay em sinh năm 1985. Đó là trên giấy tờ pháp lý á. Thì chắc em xin phép em kể luôn câu chuyện của em anh Vĩ Đúng rồi, em kể luôn câu ha. chuyện của em. Thì thật ra thì mẹ nuôi của em là tên Đỗ Thị Nở, thì em sống với bà là trong miền Nam, thì khoảng mấy năm nay em mới biết sự sự thật thôi. Thì khi mà em biết được sự thật á, thì em có về Huế một lần để gặp được mẹ Phượng. Thì mẹ Phượng tên là Lê Thị Phượng. Rồi, Thì anh xin mẹ lỗi nha. Anh xin lỗi một cái, dạ mình phải nói cái mối quan hệ để rồi cô chú không hiểu ha. Mẹ Nở dạ là mẹ nuôi của em, còn cái dạ người tên Phượng là như thế à, nào với em? cũng cũng là mẹ nuôi, nhưng mà nuôi em là từ lúc mẹ ruột cho đến tầm khoảng 4 5 tuổi là mẹ Nở, vì một lý do nào đó thì hai mẹ mới giao cho nhau, thì mẹ Nở mang em vào trong Nam, Rồi. vào Bà Vũng Tàu. Rồi, vậy là có nghĩa là mẹ Phượng nuôi em một thời gian khoảng bao nhiêu năm? Em có Dạ, theo theo mẹ Phượng chia sẻ là mẹ Phượng được cho là năm 1984, thì nuôi khoảng tầm tới khoảng năm 88, 89 á. Thì chuyện tại vì nó cũng khá lâu nên mẹ cũng chỉ nhớ được một đoạn vậy. Rồi, cho anh hỏi là hồi nãy anh nghe em nói rằng là em sinh năm 85 đúng không? Dạ, 85 là trên giấy tờ á. À, 85 là trên giấy tờ. Còn mẹ Dạ. Phượng nuôi em là từ năm năm khoảng 84. Dạ, khoảng 84. Mà Dạ. khi năm 84 đó thì là em được bao nhiêu tháng tuổi hay là được bao nhiêu ngày tuổi? À, mẹ Phượng chia sẻ thì năm cái thời điểm đó là khoảng tầm hơn 1 tháng tuổi. Em khoảng hơn 1 tháng tuổi. 1 tháng tuổi. Nếu vậy là em sinh năm 84 đúng không? Dạ. Nghi ngờ là em sinh năm 84. Rồi. Thì, dạ. Rồi cho anh hỏi tiếp là sinh ra ở ở đâu? Tại vì cái mẹ lúc mà mẹ ruột em cho thì cũng không có nói là sinh ở đâu, cũng không có để lại tên luôn, nhưng mà có cái mấu chốt á, là tại vì mẹ Phượng là người Huế nên lên Đà Nẵng làm ăn á, thì có ở trọ nhà trọ Bác Nho, thì cái nhà trọ đó nó tên là nhà trọ Bác Nho luôn. Rồi. Dạ Tức là thì mẹ Phượng nhận được mẹ em từ Đà Nẵng và dạ mẹ Phượng là người Huế. dạ mẹ Phượng là người Huế. Thì mẹ Phượng kể là lúc đó khoảng tầm 4 5 giờ sáng á, thì mẹ Phượng đi làm về ở nhà trọ Bác Nho, tại vì nhà trọ Bác Nho thời điểm đó thì nó cũng rất là nổi tiếng. Nó nằm như mẹ Phượng chia sẻ là nó cái địa chỉ cũ á, là nó là cái kiệt Mành Trúc, đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Nhì, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Thì cái nhà trọ đó là nó bên hông của khách sạn Thăng Long. Thì hiện tại khi mà em về lại thì khách sạn Thăng Long vẫn còn. Và đối diện á, thì đối diện bên kia đường của Điện Biên Phủ á, ngày xưa nó là bến xe liên tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Thì hầu hết tất cả các vùng như mẹ Phượng chia sẻ là tất cả các vùng đi về á, thì đều dừng lại ở đó và sang xe, để sáng hôm sau là xe nó sẽ đi về miền Bắc hoặc là tứ phía đó anh. Thì nhà trọ Bác Nho là giống như là ai mà chuẩn bị sang xe thì sẽ ở lại nhà Bác Nho một đêm, rồi sau hôm đó là sẽ sang xe và đi tiếp. À, vậy Thì em có nghe mẹ Phượng nói đó là có khả nghi mẹ ruột em là người ở đâu này kia gì không? dạ có, mẹ Phượng có kể là lúc đó là khoảng 4 5 giờ sáng mẹ Phượng về á, thì có gặp thấy là Bác Nho đang nói chuyện với mẹ ruột em.
Thì bác Nho có nói là tại vì bác Nho ban đêm thì phải đi ra ngoài bến xe để xem là có khách nào mà cần tá túc qua đêm á, thì sẽ mời khách vào ở. Thì thấy mẹ ruột của em quá khổ, trên tay thì ẵm một đứa bé nhỏ, cộng thêm là có xách một cái túi đồ, nhưng mà cái túi đồ đó giống như là một cái túi túi xi măng vậy đó anh, chứ nó không phải là một cái giỏ đồ nữa. Thì mới thấy thương quá là cho ở nhờ thôi. Và khi mà vào á thì mẹ ruột em có chia sẻ là mẹ ruột em là giáo viên. Cái giọng khi mà chia sẻ thì mẹ mẹ Phượng đoán là mẹ ruột em là người miền Bắc. Thì người thì giọng giọng cao và trắng, nhưng mà vì mẹ là giáo viên và mẹ cũng đã có gia đình và có một đứa con trai rồi, thì chồng của mẹ ruột á, là làm cái nghề gì đó mà đi ở xa, thành ra là hai vợ chồng khi mà có chuyện lục đục đang trong thời gian ly thân á, thì mẹ có lỡ dại qua với lại một người mới. Thì trong thời gian đó thì mẹ mới có thai ngoài ý muốn, nhưng mà mẹ chia sẻ là mẹ không có biết, đến tầm 4 5 tháng á, thì mới phát hiện là cái lúc đó là em bé nó lớn. Thì mẹ mới xin với trường là xin đi vào miền Nam, là vào thành phố Hồ Chí Minh để trị bệnh, để giấu đi cái thông tin đó. Nhưng mà thực chất là mẹ có đi lên, như mẹ Phượng chia sẻ là giống như là mẹ 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 em chia sẻ là đi lên vùng cao thôi, chứ không biết là ở cái tỉnh nào, có nghĩa là giống như là đi Buôn Mê hoặc là đi Đà Lạt hoặc Đắk Nông gì đó. Và trên đó thì có anh ruột của mẹ ruột em, thì ở dưới anh ruột và chị dâu. Rồi tới khi mà sanh được em rồi á, thì nói chung là tài chính nó cũng cạn kiệt, cộng thêm nữa là nó không thuận với chị dâu á, thành ra là chị dâu mới là không cho ở nữa, và bắt buộc là bà phải quay về. Thì khi bà quay về thì từ vùng cao mà đi xuống thì phải đi tới bến xe liên tỉnh Đà Nẵng, sau đó là sáng sau mới lại bắt cái chuyến xe mới để đi. Thì trong quá trình đó thì bà cũng khóc chia sẻ là bà đem em về á, thì bà cũng không có chịu nổi cái định kiến xã hội á. Với lại lúc đó thì với bà thì bà cũng có một cái vị trí của xã hội, nên thành ra là bà cũng rất là e ngại. Thì bác Nho mới đề nghị là thôi, mà bác Nho cũng là người miền Bắc. Thì bác Nho mới chia sẻ là thôi bây giờ con kiếm ai con cho đi, rồi con làm lại cuộc đời. Thì lúc đó là mẹ Phượng em là ở nhà bác Nho á, thì mới thấy như vậy. Thì mẹ Phượng thì cũng chưa có con, và mẹ Phượng rất là muốn là có một đứa con gái nên mẹ sinh. Thì mẹ Phượng có chia sẻ là lúc mẹ cho á, thì mẹ có gửi một cái số tiền rất là lớn cho mẹ em, nhưng mà mẹ em từ chối. Mẹ em chỉ lấy một cái khoản tiền là đủ mua vé xe cho hôm sau đi thôi. Thì mẹ em có chia sẻ với mẹ Phượng là em cho con thôi chứ không phải là bán đó. Nên thì mấu chốt là mẹ Phượng chỉ nắm được thông tin như vậy thôi. Và mẹ Phượng lo là do nhà trọ Bác Nho khoảng 10 năm sau là có bán cho một người khác và không còn hoạt động nữa, và cái bến xe liên tỉnh cũng bị dời sang một cái vị trí khác á, nên có khả năng là mẹ ruột em quay lại tìm thì cũng không có một cái manh mối nào hết. Nhưng mà khi mà em hỏi là mẹ ruột em tên là gì á, thì mẹ Phượng bảo là do vì cái định kiến xã hội bà sợ nên bà không dám đưa tên, mà bà cũng không dám đưa địa chỉ luôn. Không Thì chấp giấy cái nhận thì mẹ thì mẹ Phượng có chia sẻ là mẹ em là tầm khoảng từ 25 tới 26 tuổi thôi, thời điểm mà năm 84 á. Bây giờ đâu đó mà mẹ Phượng khoảng mẹ 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 ruột em khoảng 64 tuổi. mới Sáu mới mới khoảng 64 thôi. dạ mới khoảng sáu mấy thôi. Theo em thì em có nghi ngờ là mẹ khoảng ở tỉnh nào không? Phỏng đoán không? Những người mà có mối quan hệ xung quanh nhà trọ bác Nho á, thì có con gái của bác Nho tên là bác Thịnh. Thì bác Thịnh bảo là nghi ngờ là thuộc Hà Nam Ninh. Tại nghe,
Tại vì cái giọng của Hà Nam Ninh thì bác cũng là người miền Bắc á, thì bác đoán vậy. Bác Thịnh đó là nữ, là con gái của bác Nho á. Thì ngày xưa thì cũng ở phụ giúp bác Nho thu tiền trọ đó anh. Và bác Thịnh chia sẻ là con gái của bác Thịnh là sinh năm 83, mà lúc đó là gần được 1 tuổi rồi, thì mẹ Phượng mới nhận nuôi em, nên cái mốc 84 là cũng hợp lý. Cũng hy vọng rằng là em giống mẹ ruột của em ha. Hy vọng là như vậy em ha. Thì cũng có nhiều trường hợp là giống như trước đây có trường hợp là người nhà xem tivi mà nhận được ra bà cô của mình, bởi vì là người người cô quá giống người cha của mình, nên là vô tình mà nhận được đó. Em phiền em lui cho anh một chút xíu, khoảng một gang tay á, mười gian lui. Vậy rồi cái tiếp tiếp theo nữa là cái việc nó cuộc sống đưa đẩy như thế nào mà em lại gặp mẹ nở? Thật ra thì mẹ Phượng nuôi được khoảng nói chung là mẹ Phượng chia sẻ là nuôi em cũng rất là vất vả, tại vì công việc của mẹ Phượng cũng không có ổn định, thành ra là có nhờ một cái tức là trong nhóm của bạn của mẹ Phượng á, là có dì Phương, có chú Phát, thì ví dụ mẹ đi làm thì mẹ sẽ gửi ở đó, rồi hoặc là mẹ gửi nhiều nhất là gửi cái cậu đó tên là Hậu. Năm đó là cậu Hậu đó tầm khoảng tầm 10 tuổi tới 12 tuổi thôi, thì để ẵm ẵm em, và mẹ Phượng gửi chi phí cho cậu đó. Thì em có nói chuyện nhiều lần với cậu Hậu á, thì cậu Hậu nói là cậu Hậu có ẵm em, có nuôi em rất là một thời gian cũng khá dài. Thì nhưng mà cái đó là lúc rảnh thôi, còn khi mà lớn lớn lên đó thì em có vào cái nhóm, có nghĩa là có vào một cái chỗ mà để giống như vú nuôi á anh. Thì cái cô vú nuôi đó là cô ở quảng trường Đà Nẵng, cô đó tên là cô Quế. Thì cô Quế này á, thì có lúc mà nuôi em là gửi em đó, thì khi mà năm tám 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 chín gì đó thì mẹ Phượng mới có một cái sự cố, nên khi đó thì mẹ nở là giống như là chị dâu hờ vậy, tức là cậu Cư á, là anh ruột của mẹ Phượng, nên mẹ lúc đó mẹ nở với cậu Cư có quen nhau á, thì mẹ mẹ nở có vào thăm thăm mẹ Phượng, thì mẹ Phượng nói chung là một cái sự cố, nên thành ra là mẹ Phượng sẽ không lo được cho em, nên mẹ Phượng có nhờ với lại mẹ nở là mẹ Phượng có đưa đưa 1 năm phân vàng và đưa thêm một cái dây hụi nữa, và đưa hết chỉ cho cái chỗ mà để quần áo trong khu nhà trọ đó. Thì có nhờ mẹ mẹ nở là đi qua nhà của cái cô Quế đó đón em và đem về Huế, là gửi cho mẹ ruột của mẹ Phượng. Thì mẹ ruột của mẹ Phượng tên là bà Bờ. Anh xin lỗi. Bây giờ thế này, anh cũng hỏi sơ để biết cái gọi là cái ngã rẽ của cuộc sống của em thôi, chứ còn kỳ thực á, thì là mình chỉ cần biết cái khúc trước giữa mẹ em với mẹ ruột với mẹ Phượng á, với lại bác Nho á. Là cái chỗ nhà trọ Bác Nho đó, là cái khúc đó là cái khúc quan trọng để mà gọi là để cho khi mà mẹ em có nghe được cái câu chuyện này thì mẹ em nhận ra, là mẹ ruột nhận ra. Chứ còn cái khúc sau tới mẹ nở rồi thì chắc là mẹ ruột em cũng không có biết trời trăng mây nước gì khúc sau này nữa. Thì rồi em có biết rằng đó là vào vào thời điểm đó đó thì là khoảng tháng mấy rồi này, kia có nghe mẹ Phượng kể lại không? Mẹ mẹ Phượng kể lại là đâu đó nó rơi vào mùa hè, mẹ À Phượng không nhớ rõ được là cái khoảng thời gian nào, ừ. nhưng mà mẹ ruột em là phải quay lại công việc, thì đâu đó là mẹ Phượng đoán là nó phải rơi vào tháng tháng 8 hoặc tháng 9 là quay lại về trường á anh. Ừ. Thì nhưng mà do là đi liền nên thông tin nó cũng không có nhiều, thì mẹ Phượng đoán là mùa hè. Vậy là mẹ em chỉ ở nhà trọ Bác Nho đó chỉ một đêm ở đó. Một đêm thôi.
Rồi ngày Và hôm sáng hôm sau, sau là đi xe. Dạ. ngày hôm sau thì giao con cho mẹ Phượng. Dạ. Và Thì thật sự có nghi ngờ em là ở vùng ngoài ha. dạ. Thật sự thì câu chuyện lúc đầu em nghe thì em cũng có một cái ít cái nghi ngờ, tại vì bản thân em cũng làm mẹ thì không thể nào nói là bao nhiêu năm mà không quay lại tìm con thì nó cũng rất là khó. Thứ hai nữa là nuôi được hơn một tháng rồi mà phải bấm bụng cho con thì cái điều đó nó khó quá. Nhưng mà mấy năm nay em suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng, tại vì người phụ nữ trong cái giai đoạn những năm tám mấy đó là rất là khó, về tài chính cũng khó mà định kiến xã hội cũng rất là nặng. Mà nếu như khả năng mẹ em là người miền Bắc nữa thì cái định kiến xã hội nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự quyết định của người mẹ nhiều. Nói chung đó là ở khu vực ngoài Bắc nói chung và vào cái thời kỳ đó thì thật sự là cũng 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 rất là khó khăn về cái việc mà có con ngoài ý muốn này kia, thậm chí nữa đó còn cái thời phong kiến nữa lại lại là càng khổ hơn nữa, nghe nói là phải bị người ta là cắt tóc rồi cạo đầu bôi vôi này kia gì đó, không biết em có nghe tới cái chuyện đó không? Dạ có, nhưng mà em nghĩ tới thời của mình chắc không. Tới thời của em thì em nghĩ chắc mẹ em là vì vì định kiến xã hội với lại vì cái vị trí công việc Cái nó việc cũng là dạ dù tại sao vì thì mẹ cũng là giáo viên. dạ mẹ em đang là giáo viên, thành ra là nó sẽ ảnh hưởng. Với lại một phần nữa là mẹ cũng đã có một anh trai rồi. Thì vấn Nên đề là vấn đề đó đó, vấn đề là mẹ đã có một anh trai trước rồi cho nên là thật sự là đối với gia đình cũng rất là khó xử, tai tiếng cho cả dòng họ nữa, đôi khi lại là như vậy đó. Ở ở ngoài Bắc vào những cái năm đó thì thật sự là đang còn có cái sự mà quan niệm như vậy, đôi khi là tai tiếng của cả dòng họ nên là mẹ buộc lòng mẹ phải cho, theo anh nghĩ là như vậy. Thì cái câu chuyện của em á thì mình cũng cũng hy vọng thôi, và cũng có quyền hy vọng bởi vì mình vẫn sàng lọc được so với những người thông thường bày tỏ, bởi vì sàng lọc được ở cái chỗ là mẹ là giáo viên thì có thể ví dụ như là những đồng nghiệp cùng nhau, đồng nghiệp giáo viên này kia đó thì có thể rằng đó là truyền tay nhau, rồi là biết đâu được em lại giống mẹ nữa, rồi hơn nữa là cái thời đại bây giờ thì em thấy rồi đó, là cái sự lan tỏa ở trên cộng đồng nó cũng rất là lợi hại, và những người mà có những cái thầm kín đó hoặc là những người mà bỏ rơi con hoặc là này kia thì cũng cũng đang là còn chú ý đến cái việc này rất là nhiều trên cộng đồng. Thậm chí nữa là có người canh coi luôn á, canh coi có ai giống trường hợp của mình hay không đó để lên tiếng. Thật ra thì không, em cũng không phải là tìm tìm lại mẹ để mình có một cái gì đó nương tựa, nhưng mà thật sự là cái cuộc sống của em nó rất là chông chênh, nên thật sự là em rất là cần một cái tình cảm thật. Thì một phần là vậy, một phần là hiện tại là em đã có gia đình và ba đứa con, thì em vẫn mong là dù sao em biết được một cái nguồn gốc rõ ràng thì nó vẫn tốt hơn cho ba đứa nhỏ em. Tại vì nó lại mai mốt mấy bé nó lớn đó, thì nguy cơ đồng huyết với lại nguồn gốc thì nó cũng rất là dở. Thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều anh Vĩ, thì sự thật mà biết được cái sự việc này nó cũng đã tầm 3 4 năm nay rồi, và em cũng biết anh Vĩ khá lâu rồi, nhưng mà em phải suy nghĩ rất là nhiều để quyết định là chia sẻ câu chuyện này lên. Tại vì Anh hiểu được cái tâm tư của em, bởi vì hôm trước em xuống tận đây thì anh cũng đã biết được cái sự mà khao khát của em và cái sự mà gọi là em cái sự mong muốn
rất là Dạ. cao. Yeah. Thì anh cũng tôn trọng những điều mà em bày tỏ. Em bày tỏ được cái gì thì anh ghi nhận cái đó. Còn ngoài ra nữa thì đúng thực sự là anh cũng không có dám gợi ý thêm, bởi vì anh nghĩ là trong những ngày vừa rồi đây thì em cũng đã suy nghĩ kỹ. Đúng ra thì anh phải hỏi thêm một số điều, nhưng mà anh nghĩ là em là cái người mà sáng suốt. Anh nghĩ là em sáng suốt, em đã có cái suy nghĩ tính toán của em, nên là thôi thì em bày tỏ ra sao thì anh ghi nhận như vậy. Anh chỉ hơi e ngại một chút là ở cái chỗ là đôi khi không biết là cái sự bày tỏ của em như vậy thì mẹ em nghe được thì đã có thể là nhận ra đó là hoàn cảnh của mình hay không. Thì thật ra cái hoàn cảnh dù không tốt, dù tốt như thế nào đó thì nó cũng đã qua rồi đó anh Vĩ. Bây giờ thì cái mà mình sống hiện tại thôi, thì chia sẻ với anh Vĩ là hiện tại em vẫn đang rất là ổn, ổn với lại gia đình em, ổn với cái gia đình nhỏ của em. Thì thật ra thì em gặp mẹ Phượng là cách đây đã 3 năm rồi. Và sau đó thì mẹ Phượng có cho em số điện thoại để liên lạc, nhưng mà dạo gần đây em gọi không có được. Chắc có thể là bà đã đổi số, nhưng mà cũng vì điều kiện nên em chưa có gặp lại bà được. Thì nếu mà qua chương trình này, thì nếu mà mẹ Phượng có coi, thì con muốn nói với mẹ Phượng là con rất là ghi nhận cái tấm lòng của mẹ Phượng. Tại vì bản thân con cũng là người mẹ, nên con biết là nuôi cái giai đoạn mà tầm ẵm trên tay á, cho đến tầm 4 năm tuổi á, là nói chung là cũng là một cái tấm lòng rất là rộng lượng bao la rồi. Nhưng mà thật sự mà tại vì con ở với mẹ đỡ khá là nhiều, nên thành ra là để mà con có một cái tình cảm thật với mẹ Phượng thì nó rất là khó cho con. Mà nếu mà mẹ Phượng có coi cái clip này của anh Vĩ á, mà nếu như có nhớ ra thêm được một cái tình tiết nào á, thì chia sẻ thêm cho tụi con. Cũng hy vọng đó là ngoài cái chuyện của mẹ Phượng ra thì cái khu vực mà nhà trọ của bác Nho đó có ai biết được gì thêm thì cung cấp thêm cho em. Và cái giả thiết là mẹ ở các tỉnh ở trên cao nguyên xuống thì đó cũng chắc là cũng giả thiết thôi đúng không em? Có nghĩa là nghi ngờ thôi đúng không? Dạ thì tại vì mẹ Phượng với bác Nho có khẳng định là trong cái giỏ đồ của em á, thì cái bao đó nó là giống như là nó dính nhiều đất đỏ ra, khá nhiều đất đỏ, ngay cả những cái đồ sơ sinh nó cũng dính đất đỏ nữa. Nên cũng nghi ngờ là ở khu, với lại ngày xưa mà những năm đó là bác Thịnh có chia sẻ là người Hà Nam Ninh vào trong miền Nam mình đó, lập nghiệp đó, cũng khá là nhiều. Thành ra là nghi ngờ là thuộc về cái khu vực đó. Nghe thấy thương em ha, nghe thấy thương ha. Cái giỏ cũng không nên cái giỏ nữa mà gọi là giống như kiểu cái bao giống như cái bao bao bố bao bao ấy bao đựng gạo này kia cái kiểu như vậy Bao đúng đựng gạo ạ. không? Tại vì em nghĩ là nếu như mà đúng theo câu chuyện này, thì lúc mà mang thai tầm 5-6 tháng tuổi mà quấn bụng để mà vào nhà anh ở cho đến khi bà sanh á, thì thật sự là nó cũng sẽ cạn kiệt về kinh tế. Khó khăn, Sẽ rất là khó khăn. vừa Nhưng khó khăn kinh tế lại vừa tủi nhục. đúng rồi. Và cái tuổi quá là trẻ, 25, 26 tuổi thì cũng cũng phải quay lại để làm lại cuộc đời á. Thương ha, thấy thương, thấy tội nghiệp mẹ của em. Hy vọng rằng đó là mẹ em có nghe được câu chuyện này. Thì bây giờ cái hướng mở lời, hướng giải quyết là thế này. Nếu ví dụ như mẹ sẵn sàng thì mẹ em nghe được câu chuyện này thì mẹ sẽ liên hệ với anh Vĩ. Còn nếu ví dụ như mà mẹ có cái điều gì đó tế nhị mà không sẵn sàng thì Tuấn Vĩ cũng sẽ ghi nhận trong âm thầm chứ không nhất thiết là phải lên cộng đồng. Chỉ cần là ví dụ như là cho mẹ con được gặp nhau để biết nhau vậy là được chứ cũng không nhất thiết là phải 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 nhận nhau rồi phải thông báo này kia không cần thiết. Dạ.
Thì em nghĩ là cương vị phụ nữ thì em nghĩ là mẹ cũng rất là đau khổ anh à. Trong cái hoàn cảnh nó dứt ruột bỏ con rồi, nói chung là em chỉ lo là ví dụ như tại vì cũng không có thuận với lại ba đó, sorry là không không có thuận với lại cái người chồng đang ở đó, thì nhiều khi là thêm cái chuyện này nữa thì em chỉ lo là phụ nữ không vượt qua được rồi khó khăn rồi có khi là lâm bệnh thôi. Và bà vì cái chuyện này nó cũng không có phải là hay á, nên có thể là bà chưa chia sẻ với ai, là sợ cái thông tin nó sẽ bị nghẽn chỗ đó. Bên cạnh đó nữa đó em, thì còn có một cái hy vọng khác nữa. Có một hy vọng khác nữa là từ cái người từ từ người 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 ba đó, là khi nghe được câu chuyện này thì có thể là ba ruột của em nghi ngờ là người mẹ đó là ai, nghi ngờ người mẹ đó là ai, rồi sẽ liên hệ với anh, rồi nếu cần thiết mà xét nghiệm ADN thì mình vẫn thoải mái, bây giờ nó cũng dễ. Nhưng Em mà như có vậy hay quá. bao giờ em nghĩ đến điều đó chưa? Chưa luôn anh Mỹ ơi. Tức là em chỉ nghĩ tới tìm được mẹ rồi á, thì có cơ may mới tìm được nguồn gốc bên nội thôi. Chứ em cũng không dám nghĩ tới nữa. Tại vì nếu như mà mẹ em là giáo viên thì đâu đó mẹ em cũng sẽ quen trong cái mối quan hệ đó, trong cái môi trường đó. Thì nói chung là vị trí xã hội cũng sẽ ảnh hưởng tới cái tư tưởng của người cha cũng sẽ không dám nhận. Và nếu mà cái tầm bây giờ mẹ em khoảng sáu mấy tuổi á, thì vừa mới về hưu thôi, ba với mẹ cũng nằm trong cái giai đoạn trong cái khung tuổi đó, thì sẽ vừa có dâu có rể gì đó thì nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng khi mà quyết định là có lên tiếng hay không. Nên thật sự là em chỉ mong là mẹ em cái người mà trực tiếp cho con á, nếu mà còn sống á, thì lên tiếng thôi, chứ còn ba em thì em cũng chưa dám nghĩ tới. Nhưng mà cũng có quyền hy vọng em, bởi vì như Tuấn Vĩ nói đó, là mình không nhất thiết là phải đưa lên cộng đồng. Nếu ví dụ như mà cái người đó mà có nghĩ tới một người con như em, một người con từ máu của mình, thì người đó sẽ lên tiếng, chứ anh cũng không nhất thiết là phải đưa lên cộng đồng làm gì. Em cảm ơn Vĩ. Tại vì cái chương trình của anh Vĩ á, nhiều người cũng được nhận á, nên thật sự là giống như anh Vĩ đang có cái duyên kết nối. Em quý mến và em đánh giá cao về cái chương trình của anh, thì anh rất là cảm ơn, nhưng mà anh khuyên em là đừng có đặt hy vọng cao, đừng có đặt hy vọng cao, tất cả là nó có duyên. Đôi khi sợ sợ em hy vọng rồi nó không được rồi lại buồn tội nghiệp em, nên là mình cứ làm với những gì mà mình có thể, rồi còn cái việc đó là duyên tới đâu thì mình nhận tới đó, chứ đôi khi mình không có nói trước được. Anh Vĩ nói tới duyên thì em cũng chia sẻ với anh Vĩ là bản thân em để mà giống như trấn tĩnh lại cái suy nghĩ của mình á, thì có những lúc mà em rất là hụt hẫng, nghĩ tại sao mà số phận mình nó lại hãm hiu như vậy. Nhưng mà em cũng tự tự an ủi bản thân mình, có thể là trong cái số phận của mỗi người nó mỗi khác, có thể là ở một cái kiếp trước nào đó cái tiền kiếp của mình đã có sai phạm gì để mình phải xa gia đình. Nhưng mà cái ngày mà em nhận được cái tin, cái ngày mà em nhận được cái sự thật á, là chia sẻ với anh Vĩ là ngày đó là ngày 15 tháng 7 âm lịch luôn, là ngày lễ Vu Lan. Và cái người mà cho em thông tin á, là gọi điện cho em lúc đó cũng khoảng 12 giờ khuya á, 11 giờ mấy á. Và dì cô nói rất là cô bảo là ngày hôm nay chắc chắn là ba mẹ con cứ nghĩ con mất rồi, hoặc là như thế nào đó, cúng như thế nào nhiều quá hay sao á, mà trong cái ruột của cô là cô xót ruột lắm, cô không nói được, là cô không không ngủ được, cô phải gọi cho con, cô phải nói. Nhưng chứ thật sự là mẹ mẹ nở là không có cho em thông tin, tại vì em hiểu là có một cái sự ích kỷ nào đó của người lớn thôi. Thì khi mà em nhận được cái thông tin như vậy á, thì
Ông xã em mới nói là làm gì làm, thì nhìn nhìn cái sự thật đó thì anh cũng đoán được, nhưng mà em cũng nên về để làm giấy xét nghiệm ADN. Thì khi mà em xét nghiệm ADN rồi đó, thì em mới hoàn toàn tin là cái câu chuyện của cái người chia sẻ với em. À, ngộ quá ha. Mà cái người chia sẻ với em là người ta đang nói về cái mặt giống như là tâm linh đó em hả? Chứ Thì chứ họ đâu có biết câu chuyện của em đâu đúng không? dạ biết 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 y chang như nãy giờ em chia sẻ với anh vậy, nhưng mà cũng cùng dòng họ với mẹ nữa, thành ra là không có em chia sẻ là tên gì để sợ ảnh hưởng. À rồi được, không sao em, không sao. Rồi em hiểu rồi. Vậy là có nghĩa là mẹ nợ cũng không có cho em hay. Rồi sau đó thì em nghe nói như vậy rồi em mới làm ADN. Dạ đúng rồi anh. Khi em làm ADN thì thật sự là em cũng đoán được rồi, nhưng mà khi có cái ADN xong đó, thì mình khẳng định là nó không đúng. Thì dù dù có như thế nào đi nữa thì đó cũng là cái duyên anh bị. Có nghĩa là dù như thế nào thì những người xung quanh mình, mối quan hệ xung quanh để nuôi mình lớn hoặc như thế nào đó cũng là cái duyên, thì em rất là trân trọng. Đó là lý do mà em muốn chia sẻ với anh Vĩ là em sẽ không có đào sâu vào. Tại vì mục đích là em chỉ tìm mẹ em thôi, thì Đúng chỉ có nội dung đến từ mẹ Phượng thôi. Chỉ có mình mẹ Phượng với lại bác Nho là tiếp xúc trực tiếp với mẹ em. Em muốn gặp mẹ ruột của em không phải vì cái gì hết, em muốn chia sẻ với anh Vĩ là chỉ cần một cái ôm thật lòng thôi, có một cái chia sẻ thật lòng giữa người mẹ với con thôi, giống như là em đang ôm con em với lại cái tình cảm mà thật á, nó rất là ấm áp. trong cái quá khứ mà em được sống với mẹ Phượng thì em có nhớ không, hay là chỉ nghe mẹ Phượng kể lại Dạ em không nhớ gì hết anh Vĩ ơi, không không có một nhớ? cái ký ức gì luôn. Dạ Bởi tức vì là quá cái ký ức nhỏ, đó chỉ đập vỡ Đông Hải thôi, chỉ có tại lúc vì đó là em quá nhỏ, em không có nhớ. cái một phần là có khi bị đánh nhiều quá, bị đánh trên đầu nhiều quá, nhiều khi cũng với lại không có ai dắt lại cái câu chuyện cũ để cho mình nhớ đó anh, nó bị một cái đoạn gần ba mươi mấy năm mà thành ra nó không nhớ được. Nhưng mà cái câu chuyện của mẹ Phượng á, thì cậu Hậu vẫn ở Sài Gòn, thì cậu Hậu rất là lành, cậu Hậu nhìn hiền hậu lắm, thì cậu Hậu có chia sẻ với em câu chuyện y chang vậy đó. Thì Bác Thịnh rồi đó là những người rất là họ vẫn còn liên lạc, thì cậu Hậu bảo là con cứ đi gặp Tuấn Vĩ đi. Cậu Hậu nói là con đi đi rồi nếu mà cần cậu hỗ trợ thêm thông tin gì hay gì đó thì con báo cho cậu. Năm đó cậu có khoảng mười mấy tuổi thôi. Vậy là em chỉ nhớ sau này cái lúc mà em sống với mẹ nợ thôi, chứ còn trước khi mà em sống với mẹ Phượng là em không có nhớ gì cả. Dạ đúng rồi, không Rồi không nhớ. rồi em gặp mẹ Phượng là lúc em bao nhiêu tuổi? Phượng chứ hả? Lúc Bệ Phượng dạ lúc em về là gặp mẹ cách đây Phượng, khoảng 3 năm đó anh, 3 năm. là em về ngoài đó để tìm mẹ Phượng để hỏi cái chị câu chuyện này. Dạ, tức là gì em cho thông tin. Em có thể nói rõ về cái địa chỉ của mẹ Phượng ở ngoài đó. Ví dụ như là mẹ Phượng không nghe được câu chuyện này thì có thể là hàng xóm người ta sẽ đến đó, người ta nói là cô Phượng ơi, có đứa con nuôi của cô bày tỏ như vậy này, cần sự trợ giúp của cô nè, là cô có thông tin gì thêm không, cô cung cấp thêm, ví dụ là như vậy. Thì nếu được thì em cho thêm cái địa chỉ, em hình dung ra cái địa chỉ ngoài đó, em nói thêm. Thì mẹ Phượng là con của bà Bờ, nhà Rồi. ở phía sau chợ Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Huế. Nếu em có đến đó, thì nó sẽ đi qua hầm một đoạn là tới Lăng Cô, thì từ Lăng Cô đi lại một đoạn thôi. Là bên đây từ từ Sài Gòn ra là nó bên tay trái đó.
Cho Ở nên là chợ. hồi đó em ra gặp mẹ Phượng cũng chắc là cũng thời gian không được nhiều lắm đúng không? Dạ đúng Không được rồi. nhiều lắm rồi sau này khoảng 1 năm nay là lại lại không liên lạc được. Cho Dạ, nên là do dịch đó. cho Dạ. nên biết đâu là trong thời điểm đó mẹ Phượng trò chuyện chưa có hết với em hoặc là còn nhớ thêm điều gì đó. Thì nếu mà có thì là mẹ Phượng sẽ lên tiếng hoặc là những người hàng xóm của mẹ Phượng á là nghe được điều này thì nói giùm và trợ giúp giùm em ha. Rồi thì nay câu chuyện thì anh cũng đã nắm được rồi. Thì em nghỉ ngơi ha và chúc em may mắn trong cuộc sống nha. Nhiều sức khỏe. Anh Vĩ ơi, thì chương trình lên đó, thì nếu mà ai đó hỗ trợ được cho em á, thì em có một cái món quà nhỏ là 20 triệu, gửi cho cái người đó. Là người bao Còn gồm anh đúng nè. anh Vĩ với em thì chắc ân nghĩa sao hả? Không có gì hết trơn á, anh Vĩ không có gì đâu. Rồi vậy nha em khỏe nha. Rồi, bớt buồn nha em bởi vì cuộc sống nó đã sẵn như vậy rồi. Cho nên là bây giờ mình chỉ chờ vào ơn trên coi có xoay chuyển cho mình được gặp mẹ, gặp người thân mình mà tốt hơn nữa thì gặp cả ba em nữa luôn, ba ruột mẹ ruột thì càng tốt ha. Hy vọng là ông trời ông xoay chuyển cho em cái điều đó thôi chứ bây giờ nó đã sẵn như vậy rồi, bớt buồn nha em nha. Rồi. Cảm ơn vị. Rồi, ok, chúc em sức khỏe ha, rồi chào em ha. Cảm ơn. Rồi. À, thưa quý vị thân mến, quý vị đã ghi nhận được những điều mà em Na bày tỏ. Phải nói rằng là qua sự việc của em Na thì em gặp rất là nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Nhưng vì cũng có nhiều điều tế nhị, vì lẽ đó mà em cũng không sẵn sàng cập nhật lên tất cả những gì xoay quanh cuộc sống của em. Mà Tuấn Vị cũng khuyên em là nên chỉ cập nhật những gì liên quan đến việc tìm mẹ. Còn những bất hạnh trong cuộc sống thì mọi việc nó cũng đã diễn ra rồi. Nên Tuấn Vị cũng mong rằng sau cái chia sẻ của em thì được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Nếu ai có đồng nghiệp mà đáng nghi ngờ thì hãy cho đồng nghiệp xem cái video này để xem đồng nghiệp có nhận ra và biết đâu được qua cái sự mà nhiệt tình của quý vị thì em sẽ kiếm được lại hơi ấm của gia đình, kiếm được những người cùng huyết thống như là cha mẹ hoặc là anh chị em trong gia đình. Rất mong ơn trên xoay chuyển để cho em sớm kiếm được người cùng huyết thống với mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cô chú anh chị. Xin chào tạm biệt. Nếu ai chưa đăng ký kênh, mong quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.